thôi. Đời yêu đương có anh cùng với em không? Chắc đi lẻ đã lỡ yêu em từ bao lâu. Người con gái dù vẫn như những cánh hoa. Tình rằng anh biết thì mình muốn nói nhớ em được không em? Giờ còn yêu đâu bao lâu cũng không sao. Địt mẹ mày thử đá lưỡi với nách bố mày xem bố mày có cười không? Mẹ mày sống trong môi trường nước lồ nên nỡ mà địt mẹ mày đá nhà lại còn vô duyên hả? Địt mẹ mày thả câu đùa sượng như dai mít, địt mẹ lại còn vô duyên với hãm lồn nữa. Mày nhìn xem có ai cười không? Địt mẹ người ta đéo thích rồi, địt mẹ cứ đùa, đùa cái địt mẹ mà chứ đùa. Trên trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn mù mơ đến khi em từ ư. Làm người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người xưng đến khi ta từng xưng. Chết mày chưa, đi ôm tương tư rồi buồn hết ngày mưa. Con tim lung lay vì thời thế đầy đưa, chấp thời cơ đến rồi cưa thôi. Nhưng mà ê khoan, anh trong cơn say vẫn còn mê man. Mưa đôi ta tay nằm gần kề, say đắm chan chê. Ngồi ngay ngắn, anh đón nàng về. Vì anh là good boy, thích veo mà không phải quất roi. Mấy thằng lau cá đều là nhất thời, chỉ có tình yêu anh là nhất thôi. Nên nếu có tách nhau ra dù khoảng cách bao xa, em cứ đánh cược 5 giây đếm ngược anh sẽ flash lao ra. Yeah, you and I walking through the night while my heart is cold inside, it's cold inside. Có việc chi thì cả hai cùng nghĩ, em đừng đi để mà hoen bầm mi. Keep your beauty không cần cứu kỳ, nụ cười em là mình say cùng si. Dạ quá đã luôn ạ. OTP em riu trong từng giấc ngủ để đêm bật dậy nóng đau như cắt, nước mắt đầm đìa vì em còn đéo riu bằng OTP. OTP em riu đến điên hơn cả trung tâm tâm thần Thường Tín. Hin OTP cuột vào mặt em nó chí mạng như ung thư cột sống. Sáng ra lên Facebook hít thở không may hít nhầm hin OTP là cả hôm đó zoom em rớt mạng không hiểu sao. OTP em có sức ảnh hưởng đến não bộ con người. Sự dễ thương của OTP len lỏi vào trong từng neuron não của em. Một trận chiến nổ ra trong đầu em vào mỗi tiết học. OTP đấm bay hết tất cả những kiến thức và bài tập nâng cao đang tàn phá não em. OTP giúp em thư giãn và thoải mái. Nhìn OTP hôn nhau mà em cười xỉu 7 ngày 7 đêm một năm 12 tháng 365 ngày. Dạ mọi người hỏi em có sợ OTP âm dương không ạ? Thì địt mẹ tất nhiên là có rồi, không có gì đáng sợ bằng OTP âm dương ạ. Mấy đứa OTP. Anh là ơi, sao đâu ơi, tới mặt của mọi người đón chơi, cùng lên sân và áp giao viên họ ngơi.
mơ qua đó có thể lấp được được nỗi đau thương kia. Nếu mà nó vẫn rời thì em oh baby, no baby. Anh mưa mặt ngày xưa, ra ở đâu em còn là em, bên em đã khác rồi. Anh mất quay lưng, quay hết đi. Chị đã sắc không còn gì bàn cãi về nơi đây nữa, quá đẹp. Thì cái chuyến đi này 4 củ 5 một người tắm một cái phòng ma túy.